Dạ vâng, Thiện Dubai xin kính chào tất cả cô chú anh chị đã quay trở lại kênh channel Thiện Dubai TV nha. Mẹ ruột gì là đã bán vườn rồi, đã đăng tin là bán vườn cà phê ở Pleiku Gia Lai để có thể là lấy cái tiền đó để chạy chữa, đã chơi cái ván bài cuối cùng để cứu những cái đứa con đang ngấp ngoái trong nhà tù. Đó, hiện tại là đang sắp bị tử hình nha cô chú anh chị. Đó là sao? Thì vừa rồi là chị và chị Mai Thư nha đã có một cái chuyến là xuống Vũng Tàu, là không biết là cái cuộc xuống Vũng Tàu này nó có thương lượng gì với chị Hạnh hay không đó, cho nên là bây giờ là không thấy chị Hạnh lên tiếng nữa, không biết là có cái đền bù gì hay chưa. Nhưng mà cái bà chị Mai Thư, mọi người biết là bà này đang dụ dỗ mẹ của con gì ấy. Đấy là cái bà giáo viên ấy, dụ dỗ bán đất đi để lấy cái tiền đó mà chạy chữa cho cái đứa con của bà. Tại vì nếu mà không đền bù tổn thất thiệt hại là cho chị Hạnh, là cái tính mạng con bà là chắc chắn 100% là cái suất tử hình rồi. Cho nên là bà không còn một cái cách nào khác là phải bán đi cái vườn cà phê ở Pleiku Gia Lai. Đấy, bán đi lấy 14 tỷ để mà chạy chữa, để mà thuê luật sư, để mà trả tiền cho chị Hạnh. Đó, thì cái bà Mai Thư này bà rất là dân ma mọi người. Thằng chị ruột của Thái là thằng rất là gian ma, đi dụ dỗ. Thì cái bà mẹ của con dì ghé, bố mẹ con dì ghé cũng già rồi thì đâu có biết gì đâu. Bà Mai Thư dụ dỗ nói cái gì thì nghe cái đấy. Đó, cho nên là bà đã bán. Thì cái số tiền này rất là lớn mọi người, số tiền rất là lớn. Và bên cạnh đó thì sao, cái bà giúp việc bên cạnh bà giúp việc là cũng bắt đầu là có cái ý định là tố giác gia đình nhà Thái rồi. Đó, tại vì cái người giúp việc ấy là cái người phải nói là biết tất tần tật từ dòng họ gốc gác, từ những cái hình thức bạo hành đó, những cái hình thức bạo hành của bé Vân An là chúng nó là nắm hết trong tay đó, nó nắm hết. Cho nên là bà chỉ cần một xuất hiện thôi, đó là một cái nhân chứng sống mọi người ạ. Đó, nhân chứng quan trọng hơn cả những cái tên bác sĩ, những cái tên giáo viên hay là tên bảo vệ trong trường đấy. Những cái nhân chứng nó rất là quan trọng, phục vụ trong quá trình điều tra mà không cần phải dựng lại hiện trường. Tại vì bà giúp việc này đã chứng kiến hết tất cả mọi thứ rồi. Đó, cho nên là bà giúp việc này là chỉ cần lộ mặt thôi. Thì bà Mai Thư này biết được cái điều đó, cho nên là đã chủ động là đã cho cái bà giúp việc này một cái số tiền phải nói là cất xù mọi người, số tiền cực khủng. Nghe hàng xóm láng giềng nói là đâu đó cũng phải là gần một tỷ đồng, là với một cái điều kiện là về quê trồng rau nuôi cá sống dưới đó đi, và đừng có lên cái trên đất Sài Gòn ở nơi Bình Thạnh nữa. Để là sao, cái mục đích của bà Mai Thư này á là bà đó muốn đuổi bà giúp việc về quê để bà nó không còn lên tiếng về cái vụ án nữa, tại vì bà giúp việc này biết rất là nhiều thứ đó. Và cái bà chị Mai Thư này cố gắng là giúp thằng em mình là chạy tội, chạy án. Và những cái dân chứng là bà này sẽ đi là mua chuộc hết đó. Cho nên là bà giúp việc này chúng ta cần phải liên hệ. Thì hiện tại là em đã cập nhật thông tin và đã theo dõi được là cái nơi ở sinh sống của cô giúp việc rồi. Thì em sẽ liên lạc và sẽ có một cái cuộc phỏng vấn để trò chuyện trực tiếp đó, nói chuyện trực tiếp với cái cô giúp việc này để cập nhật thông tin và những cái tình hình sau đó nha mọi người. Thì quay trở lại cái vấn đề của vụ án của bé Vân An, thì giữa cái lùm xùm về thằng ông nội và chị Hạnh đó có mối quan hệ gì với nhau, cũng như là con dì ghẻ này đã từng có mối quan hệ gì với thằng ông nội đó, cho nên chúng ta cần phân tích về cái vấn đề này. Nhưng mà trước hết về cái tình hình sức khỏe của chị Hạnh bây giờ là như thế nào. Thì bà chị Mai Thư đã có liên hệ với chị Hạnh là hỏi địa chỉ để có thể tới thăm. Nhưng mà do quá sợ hãi cho nên là bà chị Hạnh á mọi người, chị Hạnh là không dám là tiết lộ cái địa chỉ cho bà Mai Thư để biết. Vì nếu biết thì mọi người biết rồi, thì nếu mà biết thì nó sẽ là ông nội cũng biết. Mà một khi ông nội mới biết thì mọi người cũng biết rồi, ông nội này sẽ tìm tới nhà chị Hạnh để làm gì? Thứ nhất, để thực hiện cái trò phải nói là phục vụ cho cái quá trình trả thù của ông nội đó, trả thù.
rất có thể là ông này sẽ xâm phạm hay là bắt cóc bé L.A. đi để trừng trị, là có tính răn đe cho chị là không dám hó hé một lời nào hết. Vì bây giờ là chỉ cần ông nội bắt con của chị Hạnh đi thôi, là chị Hạnh là nói gì cũng nghe hết. Tại vì chị Hạnh đang quá là ám ảnh về cái vụ án của VA rồi, là đứa con gái của chị. Bây giờ chị còn một cái đứa con trai để ông có thể tiếp tục sống tiếp hơn đó. Cho nên là bây giờ là không dám tiết lộ nơi ở này. Thì theo một số cái nguồn thông tin từ chị ở Cherry Nhung, là nơi thân cận của phía chị Hạnh, là hơn cả bác Loan và bác Vinh nữa. Đấy, hơn cả chị Loan và bác Vinh cũng đã vừa là có một số cái thủ tục bên phía Hà Nội. Đấy. À, nhân tiện đây thì cũng nhắc đến là bố mẹ dì ghẻ nha. Bố mẹ dì ghẻ là đã chuẩn bị bay ra Hà Nội rồi để chuẩn bị một số cái thông tin, chuẩn bị một số cái vụ việc đó, để giải cứu, cũng như là có cái liên hệ với luật sư, đặt lịch hết rồi, là đang có chuẩn bị có chuyến bay ra Hà Nội để làm gì không biết, có thể là để chạy án đó. Thì chị Cherry này cũng gửi một số cái thông tin cũng như là lời chia buồn đến chị Hạnh đó, động viên chị, cũng như là lời đe dọa đến bên phía gia đình của con dì ghẻ nha. Thì mọi người hãy lắng nghe nha. Mình đã viết và hát về con, về nỗi lòng của con và nỗi lòng tiếc thương của tất cả mọi người. Dành cho con rồi tự hát để mãi nhớ về con từ lúc mà con mất. Mình muốn gửi vào đây để mọi người cùng hát, cùng nhớ về con gái, mãi đồng hành cùng con. Thương xót con gái Vân An, xin mượn nhịp của bài hát 10 năm tái ngộ để viết về con. Mong là không sai phạm. Đấy. Những đêm không ngủ, thương nhớ về Vân An, nát tan cõi lòng. Hàng triệu con tim đang vỡ tan đau đớn, ước chi chỉ là mộng. Thương con vô cùng nhưng biết làm sao đây, vì giờ Vân An đã xa mãi mất rồi. Nỗi tiếc thương vô cùng, bao từ giá như hiện ra mãi không ngừng. Đấy, hy vọng là bé Vân An sẽ nhớ tất cả những gì mà người ta đã dành cho bé, và bé có thể là vượt qua những cái nỗi đau mà tiếp tục là đồng hành với quý cô chú anh chị. Đấy, hy vọng là quý cô chú chị đừng quên lên án về thằng ông nội, cũng như là lên án về cái bà chị Mai Thư nha mọi người. Đấy, thì hiện tại là cái miệng em bây giờ là đang sưng rồi, rất có thể là gặp cái triệu chứng về cái vấn đề là quay hàm, không biết là tương lai sắp tới có thể nói được hay không, nhưng mà vẫn là cố gắng lên đây phải nói cho quý cô chú chị nghe. Thật sự là những ai mà theo dõi tới cuối tận video, thật sự là em rất là cảm kích vô cùng đó. Thì chị Duyên An Bùi cũng có một cái bài thơ muốn gửi tất cả cô chú chị ạ, là ba tiếng gọi thiêng liêng cao cả. Có nhiều người kiếm cả cuộc đời, có nhiều con trẻ chơi vơi, mồ côi chỉ gọi mẹ ơi suốt đời. Án mạng mong ba ơi không dám, dùng chung nhà thương cảm cho con, cây cao cổ thụ của con. Đấy, chỉ lo ban phát roi đoàn mà thôi, hôm nay đọc lệ rơi vì nhục. Người cha yêu liên bục vinh danh, nuôi con khiếm khuyết công thành, tình yêu cao cả cha dành cho con, bù tất cả miễn con hạnh phúc. Dù gian nan khổ cực không lùi, con cho ánh sáng cuộc đời để con đi vững vạn lời khen cha. An nhỏ bé sanh ra mạnh khỏe, vun bồi con sẽ thành tài. Vậy mà cha chẳng nương tay, ngắt ngang chồi nhỏ tương lai con rồi. Khi con nhỏ nắm tay dẫn dắt, vì mê dâm cha hất con ra. Cũng là cha tiếng gọi ba, tình cha cao cả thật là chua cay. Đó, cô chú chị có thấy là cái người cha độc ác như thằng Nguyễn Kim Trung Thái này có nên loại bỏ khỏi xã hội không ạ? Hãy comment phía dưới cho em biết, rồi em sẽ cố gắng là
trò chuyện với cô chú anh chị và đang cố gắng tích cực điều trị cái miệng này. À, để em sẽ theo răng xeo theo sát cái vụ này tới cùng, à, để đòi lại công bằng cũng như là để làm cho ra nhẽ những cái kẻ mà đã làm em ra ngày hôm nay nha. Đặc biệt là em sẽ tính sổ tụi đó từng hàng một nha cô chú anh chị. Đó, xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.